option control. What? Graphic. Mọi thứ đều được setting theo cái chế độ đó là cao nhất các bạn. Nhưng mà mình sao cái phần control lại không được nhỉ? Điều chỉnh nút ở đâu? What? Ờ nhờ, nó... Rồi, để mình ra file game mất. Open file location. Phantom Movie Supply. Mình đang tìm... À, config này. What? Không có một nút nào được setting ở đây cả. Vậy là sao? Mình sẽ vào game thử luôn nhá. Hay là nó ở bên file correct à? Mình phải chép file correct ra mới được. Is that them? Did we find the right ship? Mình có nghe skip đúng không? Và WASD upgrading that more if you make it out alive. What? Không hề thấy cái phần control ở đây các bạn ạ. À. Sao? Thôi được rồi. WASD là di chuyển nha các bạn. WASD spec là nhảy. Control. Control là đấm bên phải này. Hoặc là chuột phải cũng tương tự nha các bạn. Chuột trái đấm bên trái. E là nút thao tác các cái công đoạn. Ui. Tốc độ chuột cao quá. Một nữa đây nhỉ. Smooth on. Được rồi, có vẻ tạm đấy. Đây có lẽ là cái công đoạn hướng dẫn của nó thôi. Như các bạn có thể thấy thì hình ảnh nó rất là đẹp đúng không nào? Trông khá là mượt mà. Đúng với cả cái chất lượng mà cái Adrenaline Gear nó mang lại cho cái tựa game này. Còn về lối chơi của tựa game này thì theo mình biết đó là chúng ta sẽ được lang thang trong một con tàu. Sau đó thì chúng ta có thể tự chế tạo chúng ta bất cứ một loại khẩu súng theo cái hình thù nào chúng ta thích. Và sau đó thì dùng khẩu súng đó chúng ta sẽ qua màn, từng màn một. Đây, theo mô tả thì có vẻ là nhảy đập tường rồi này. Đúng rồi. Và hiện tại thì mình vẫn chưa súng, mình vẫn đang phải đấm bốc. Nhảy đập tường hai lần nữa cơ à? Căng vậy. Một thứ chúng ta... À đây. À không phải. Enemy kill. Đây là cái bảng thống kê thôi. Mình nhìn xa mình cứ tưởng là hướng dẫn nút bấm. Được rồi. Một đấm. Game này có tốc độ rất là cao nha các bạn. Nó cứ như là Overwatch vậy. Cứ một đấm một em. Các bạn phải né những cái viên đạn của... May hả bởi. Game này khá thú vị các bạn ạ. Your armor can take a beating, but you'll need a gun. In that shop there should be some. Rồi, mình sẽ nâng tốc độ chuột lên một chút. Pick up the parts and activate the station. Đây. Qua màn tiếp theo nào. Đây là khu mua sắm à. Ở đây chúng ta sẽ được chọn những khẩu súng này. Mình sẽ lấy hết những cái mình có thể lấy. Đây, chúng ta được chế tạo súng này các bạn. Đây là một trong những cái tính năng nổi bật nhất của tựa game này. Rotor gun, click order. When you select a socket, you have access to your inventory, where you can select parts.
you have 3 tabs in your inventory. Connectors add more sockets. Caps do funny things to your entire gun. And barrels, well, click pass. Looks like you crafted a gun with no barrel, recruit. That's useless. Go craft something with a barrel pointing forward. Rồi, gắn thêm cái gì vào nữa nhỉ? Socket. What? S-part to socket. Đây là đồ cái nòng súng của chúng ta các bạn. Rồi. Đó là gỡ à? Đang fire grid trên socket. Click around to add a pass socket. Gắn thêm à? À, các bạn có thể gắn nối vào cách đó và ấn vào những cái vị trí này các bạn. Tích chuột vào những vị trí này, các bạn có thể gắn nối những bộ phận khác vào này. Cái này mình không biết đấy. Như vậy nó sẽ giúp bạn thiết kế ra một con súng vãi lúa nhất. Không gắn được à? Xoay ngang ra là được á? À? Đây đi. What the fuck? Rồi, không gắn được nữa rồi. Nếu mà gắn cái này thì không thể gắn được nữa các bạn ạ. Nên mình sẽ tháo cái bên trên này ra. Bây giờ gắn thêm cái đầu này là có thể gắn được thêm 2 đầu súng này. Này, click vào đây là được rồi. Đó, các bạn thấy không? Rồi, mình hết đồ để gắn rồi. Thế là mình sẽ giữ nguyên khẩu súng này. Finish. Các bạn thấy không? Đây là súng của mình. Bây giờ mình nếu mà mình thích thì mình có thể gắn theo kiểu khác để cho tạo hình thù hay hơn. Tông à. Được rồi. Bây giờ mình sẽ gắn cái phần này bên dưới nhá. Rồi gắn ngược cái cái này bên trên. Xoay ngang ra đúng rồi. Ấy, gắn được mà. Rồi, bây giờ còn đúng một cái thôi. Các bạn thích gắn trên hay gắn dưới? Mình thì có lẽ sẽ là gắn bên trên nhá. Đó, sau đó thì các bạn chỉ cần finish crafting. Là con súng nó ngay trên tay trái chúng ta. Vẫn vậy đúng không nào? Sao đạn nó nhảy một người vậy? Ô, đạn này bật vào tường nhảy được à? Thế là bắn ngược vào mình thì mình còn sao không ta? Không sao cả, không sao cả. Chúng ta chỉ có những dụng cụ như vậy thôi. Như vậy là có lẽ là mỗi lần chúng ta qua màn thì chúng ta sẽ có được thêm những dụng cụ mới để lắp cho con súng chúng ta nó hầm hố hơn nữa. Đúng không nào? Bây giờ thì qua màn nào. Phần này để skip nhá. Cứ như vậy chúng ta sẽ qua từng màn một. Nó sẽ làm cho cái màn chúng ta giờ đấy rất hấp dẫn. Đây này, hạ những cái này, này. Các bạn có thể qua màn này. Ơ, có mấy con bọ này à? The fuck? Đâu ra vậy? Rất hấp dẫn đúng không nào? Cứ như đang chơi Overwatch đấy. Tốc độ cũng rất là cao. Hình ảnh cũng không hề thua kém. Chỉ khác là chúng ta sẽ không có cái lối chơi đó là PvP trong đây thôi. Quá đơn giản đúng không nào? Qua được thêm màn nữa rồi. Cái này thì qua từng màn thì độ khó sẽ tăng dần nữa các bạn. Ô, đồ mới này. Cái gì vậy?
À, đứng vào chỗ này là các bạn có thể bay lên trên nhá. Con này đâu ra vậy? Bay lúa. Nhặt được đồ không nhỉ? Nhặt được đồ nhiều lắm các bạn ơi. Bay nhảy rất là thích. Đây này, sau khi có nhặt được đồ nữa này. Sao thế? Socket cộng 3. Mình thiếu cái gì đó mình không nhận được. Chế độ nào? Đây là cái súng bên trái, bên tay phải mình nãy mình chế này. Mình có thể gắn thêm một cái gì đó vào đây. Đam. Một cái này đam to nhỉ? Đam 8 này. Thử á. Bái lúa thật. Cái đạn à? À, đạn này nó hồi các bạn ạ. Chúng ta không thể bắn liên tục rồi. Như vậy là bên tay phải của mình sẽ có một cái súng phun lửa, một cái súng bắn đạn như lúc nãy. Bắn đạn xanh là cây. Rồi. Chế cái súng bên phải. Súng này có thêm được cái gì không? Không lắp được nữa à? Không hoạt dụng các bạn. Như vậy mình sẽ tháo cái này ra để cho có thể lắp được cái kia lên đằng trước. Này, lắp thêm súng được vào đây rồi. Đó. Ở chỗ này thì mình sẽ lắp cái bộ phần thừa này, tăng đam này. Các bạn nhớ là cái lòng súng các bạn phải chia về phía trước nhá, chứ không chia xuống dưới, chia lên trên hoặc là chia sang ngang được. Thế nào? Đó, như vậy chúng ta thiết kế xong cái súng bên tay trái nữa. Bây giờ thì finish grab, exit và bắn thử thôi. Rất tuyệt đúng không? Game này đã đấy. Game này rất là hấp dẫn. Thời điểm hiện tại thì như nó bán gần 30 đô trên Steam rồi này. Sổ ơi, mạnh quá. Sổ. Lối chơi có hành động tốc độ rất là cao, rất là thích các bạn ạ. Xong rồi. Gì đấy? What? Nhảy được 3 lần tất cả các bạn ạ. Hey, did you see? Mở màn tiếp nào. Mà này có vẻ khó khăn, khó nhằn đấy. Ở dưới này à? Gì vậy? Đánh bot các bạn ơi. Thôi, tha cho em. Làm sao lên trên đây, chết rồi. Đừng cụt. À, may quá, nó không đuổi nữa. Ui, nó bắn. Wow. Con boss này có vẻ rất khỏe các bạn ạ. Bắn mãi nãy giờ mà chả ăn thua lắm. Còn máu mình thì gần hết rồi. Bây giờ mình né chả được bao nhiêu cả. Xuân này có không về thôi. À, đứng với nhằm thạch là bị mất máu các bạn ạ. Để ý nhá. Nó là để... Ây. Ôi xong, mình sắp rồi. Rồi, Yabet, ok. Này, nãy giờ mình đánh được có một phần 5 cây máu của nó rồi các bạn. Được mạng mới này.
Thế cơ hội làm sao anh có thể bỏ qua được? Ai ai! Để ý nhá, đừng đứng ở nhân thạch nhá các bạn. Và đừng để mấy cái lưu đạn này bắn trúng người. Ôi! Đủ bay 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 dữ vậy anh. Đấy nào. Đây, một khi nó mở cửa ra thì các bạn bắn cô bắn. Ây à. Khi nó đóng lại rồi thì ra bắn nó không mất máu các bạn ạ. Ui ui ui. Này nó mở ra để bắn này. Ủa cái súng bên tay phải của mình đam to hơn hẳn các bạn ạ. Nhiệm vụ bây giờ là né và né. Bắn hạ về cái máy bay này. Đừng cua rồi. Không bắn nổ mấy cái này đâu các bạn, chỉ có né thôi. Cố lên. Fuck, nó lại đóng rồi. Mấy cái máy bay chết tiệt này. Rồi, qua màn rồi. Có lẽ đây mới là mấy cái boss đầu thôi, cho nên là nó cũng khá là dễ. Mặc dù mình suýt nữa thì mất hai mạng. Dùng bùi à, có cái đồ gì à? Nhặt nào. Tăng máu à? Cho tôi. Sao lại lấy à? Fuck. Sao lại lên nhỉ? Cái này thì mình nhảy vào nham thạch rồi, nhảy vào nham thạch thì có vẻ không vui lắm. Thôi qua màn. Mặc dù không biết đây là cái gì nhưng mà rất là tiếc, thôi đi thôi. Cái gì vậy? Bắt đầu một ván mới nữa, nhưng mà máu mình còn một tí mà, không được hồi máu à? The fuck? Ôi. Cái gì vậy? Ôi. À, qua đây. Đào thoát các bạn ạ. Sổ rồi. Về trái đất à? Hay vậy. Good work. Ủa cái gì đấy? Vậy nhiệm vụ chúng ta là phải chiến đấu với đám này bảo vệ trái đất à? Nghe nó hoành tráng vậy đúng không? Tàu tàng hình à? Dữ vậy. The heart of the archivist fleet. That's ok, nói xong chưa? Mother Gunship. Ồ, nãy giờ chỉ là một cái đoạn công đoạn chúng ta luyện tập chơi rồi. Còn bây giờ mới là bắt đầu phần game chính nhỉ. Xuống mình nhau. The fuck. I've got three other when you're ready, head on up to the bridge. There's a panel under that big globe you can activate to see your next mission. Kill 53. Đi đường nào vậy? Use the mission pen. Ấn nút nào.
Use the mission pen. Ấn nút nào để sử dụng cái mission pen này? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Q, tab. À, có chuyện nữa rồi. Cắp lóc, ship. Ok á. Con Joe vẫn chả hiện gì cả. Làm sao bây giờ nhỉ? Mình đã cố gắng ấn các nút trên bàn phím và có vẻ không hiệu quả. Hay là, à, đường này à? À đâu phải, đây chỉ là tầng hầm thôi mà. What? Oops, the mission. Pain. Hay là đây. À, ui giời ơi, thì ra cái màn hình này. Vãi luôn á. There's an entire armada to destroy too. Select an archivist ship to choose your mission. Right now our scanners only pick up one within. We're giving you some gun parts to get you started, recruit. Everyone likes shop options. Shop you can only bring a few gun parts okay. with you on a mission. Some missions will allow for more gun parts. Don't judge me. I don't make the rules. Right. Can I and if you die, you'll lose all the gun parts you have taken with you. Avoid that. Shocket, ba, đây. Đam, ui đam to chưa này. Ui mình cứ đam to mà chơi thôi. Fire 1.5 à? Cũng được, ngon mà. Mini rocket. Đam 40. Đây ơi. Đến khắp. Cái này mình không lấy nữa à? Suppress, pushback. Đây là những cái có chức năng đó là hỗ trợ rồi. Bao là đạn nó nhảy ấy. Cộng 25% đam, ghê vậy. Mình chỉ mang theo được 3 cái loát ao thôi. Bay lúa vậy. Thôi rồi. Now as much as I'd like to, we can't just walk. Most are your mission. Qua màn nào. Bây giờ mình sẽ đi lắp súng của mình đã. We've never figured out what they build on these ships, but I know what you will build here. Mình vào bằng cái đường này à? Character. Get it? Good. The data core should only be a few rooms in. New gun. Chế tạo súng mới nào. Ở đây mình sẽ dùng tay trái để mình sẽ dùng cái này đi. Có 3 lỗ socket ở đây. Mình chỉ có 1 súng nữa, really? Chết rồi. Sao mình được cầm 2 socket mà. Thế là đúng mà nhỉ. Rồi vậy thôi. Bên này chỉ có socket thôi. Đấy còn súng nữa rồi. Fuck. Rồi hết dụng cụ để lắp rồi các bạn ơi. Thôi đi kiếm tiếp nào. Như vậy là mình chỉ có 1 súng bên tay trái mà thôi. Ở trong có vẻ không xài được lắm. Không có súng luôn các bạn ạ. Thôi xong rồi. Sau này không về rồi. Cái bên tay phải của mình chỉ là cái socket với cả cái dụng cụ hỗ trợ. Vãi cả lúa. Vào game đấm nhau à? Nó sao lại quay lại nhỉ? How to come back? Please. What the fuck? Rồi. Đấm nhau vậy. Đi làm sao rồi? Fuck, game bắn súng mà lại đi đấm bốc. Có như số xui vậy. Tại nãy cái gì thích chọn. Bây giờ thì send more play. Sổ rồi. Biết tao lai không? Hả? Sổ, cũng một đấm một em. Easy.
À, là được đồ này các bạn ơi. Ui. Đó là cứu cánh mà. Rồi, lắp đã. Nhặt tiếp. Khà khà. Socket quay, chắc chắn rồi. Ở đây mình sẽ lắp đó là... Ui. Cái này có vẻ quá to với cả cái socket này rồi. Này nhỉ, được rồi, bên tay trái sẽ là sải tạm của súng này. No, con này đã. Socket. Chính nhỉ. Trời ơi, cái súng luôn. Bá đạo vãi cả trường vậy. Được rồi, nhặt thêm mà. Cái này là hình như cũng là socket à hay cái gì vậy? À, cái trang bị phụ trợ. Để lắp thêm nhỉ. Ê nhập. Power crit này. Cái này thì lại là socket tiếp à. Cái này lắp đến 3 được. 3 thiết bị phụ trợ luôn. Nhặt thêm nào. À, không cần nữa à. Really? What the fuck? Why lộn súng của tôi? Cái gì vậy? Nhìn nó hốt vãi trưởng. Ôi trời ơi. What the fuck? Sao cái này nó không hiệu quả các bạn ạ? Ui, bắn ghê vậy. Từ từ thôi nào. Ô, cái này nó có thiết bị bảo vệ à? Giữ vậy. Mà nó nuốt luôn à. Không có đường đi bên dưới nữa. Để thử lên bên trên được chứ, xem có đường nào đâu. Không lên được. À đâu, có đường lên này. Ô, con này chỗ nào ấy? Trốn ở đây nãy giờ. Có thêm đồ là phải lắp thêm. Đáp súng đi đâu nhỉ? Bắn nó chối quá. Mình chỉ có một súng nữa các bạn ạ. Cái này là súng rồi. À đâu. Đúng rồi, cái này là súng rồi, xong lấy được nhỉ? Thế là mình bị phun thùng đồ. Chẳng lấy được cái nào à?
Nói chung là mọi thứ vẫn vậy thôi. Chả khác gì. Trời. Đi nào. Cái gì đấy? Ủa? Qua màn đây các bạn. Tới đây. Ấy à. Ây ô. Bắn quả lựu đạn to vãi trưởng. Được rồi, xong rồi, lấy đồ thôi. Này có shop ở đây này. Cho tôi đồ đi. À, mỗi ván đấu xong chúng ta sẽ có tiền các bạn ạ. Tiền các bạn để ý bên trên góc trái, góc bên trái bên trên kìa. Có tiền chúng ta mới mua được những món đồ. Thế là mình không biết bây giờ làm trò gì đâu. Cái này là súng à? Súng này không để ngang được các bạn ạ. Súng này phải để thẳng à? Tam 40 rồi, kinh vậy. À, sao để bán cái súng của mình đi nhỉ? Không lắp được. Chọn socket nào đó mà nó... À đây cái này đi, cái này gắn được 3 cái à. Được rồi. Gắn được cái nữa vào đây này. Nhưng mà tiếc là hơi hết súng rồi. Hả? À, mình mất còn tiền mà nhỉ? Ra mua thêm một cái súng nữa. Đây đi. Đó. À, ngon ngay. Còn bên này thì không lắp được phụ kiện gì thêm nhỉ? Mình hết phụ kiện rồi. Đây chỉ là socket mà thôi. Nó chỉ giúp gắn súng thôi, chứ nó không có tác dụng gì thêm nữa. Thử nào. Qua màn tiếp. Nói nhiều quá. Màn này trông có vẻ hầm hố nhỉ. Phải đi qua cái này à. Vãi lúa. Không hạ được mấy cái này. Đây là những cái chỗ mà giúp chúng ta nghỉ chân các bạn ạ. Tiên. Rơi xuống đây nữa à? Đường đi á, à, đồ này.
À nó. Tiên. Ý. Qua màn là xong rồi. Còn chỗ nào để phiêu lưu đâu. Ai. Vãi lúa. Đau thế nhỉ. Lava. À. Sao cái này nó phải to như vậy được nhỉ? Pháp đi gan. Bây giờ thì lắp súng nhỏ vào đây. À mình vẫn còn một cái socket nữa. Rồi ngon rồi, bây giờ lắp súng to vào đây. Rồi lắp súng nhỏ vào đây. Ok. Không gì là không lắp được cả, đúng không nào? Và ra giờ bắn thử vào. Đi. Ô. À. Chờ đợi đúng không nào? Bây giờ đi thôi. Lên trên à? Đúng không nhỉ? Đường nào để qua màn tiếp nhỉ? À đây. Trông gớm vậy. Mission complete. Gun Park Collection 244 em 9 coi. Quay lại truyền các bạn ạ. Chúng ta đã hoàn thành cái màn số 1 rồi. Rồi, có lẽ mình sẽ dừng lại đây thôi. Thì game đại khái đơn giản nó là như vậy. Chúng ta sẽ qua từng màn một. Sau đó thì càng về sau chúng ta sẽ kiếm được càng nhiều cái trang bị và giúp cho cái con súng của chúng ta nó càng hoành tráng, đúng không? Đây nói chung nó cũng một tựa game hấp dẫn. Thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download cả cái tựa game Modern Gunship. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt mọi người.